Rồi ok, xin chào tất cả các bạn đam mê ná cao su nhé. Hôm nay mình xin test cái dây GZK 0.62 màu xanh lá các bạn nhé, màu xanh lá. Đó, 0.62 thì có màu xanh lá và màu vàng, nói chung bắn đều ok cả. Thì hôm nay mình xin test cái lực và cái độ chuẩn của cái dây này. Đó, trên cái chiếc ná chạc titan các bạn nhé, chạc titan còn cán kim loại. Thiết kế theo kiểu dáng của cây Định Hải Thần Cung. Đó, cái chạc này có thể tháo rời ra được. Thì cái mẫu chạc này mình cảm thấy là bắn rất là ngon nha. Tuyệt vời luôn. Đấy, chạc thì chạc vắt xéo này. Đấy, cái ngoàm của nó rất ngon. Mình sẽ test cái 5 cái cống lon, 4 cái cống lon nhá. Mình test 4 cái cống lon đựng nước ở phía trước. Đấy. Đó. Mình test cũng trong cự ly gần thôi các bạn nhé, cũng không xa lắm bởi vì nó là 4 cống lon đựng nước. Đó. Mình sẽ test bắn bằng những viên bi 7 xem cái lực của nó thế nào. Đó. Cái khổ dây thì đối với chiếc ná này thì nó rơi vào khoảng tầm cái khổ dây này là 19, 13, 150 hoặc 160 đều được các bạn nhé, tùy xẻ tay dài ngắn. Đó. Cái dây 0.62 thì chỉ vậy thôi với cái khổ thun này. Đó, bây giờ mình xin test cái cống lon phía trước đây. Đây mình sẽ bắn bằng những viên bi 7 các bạn nha. Những viên bi 7. Đó, mình sẽ test cái dây GZK này. Đó, mình sẽ kéo tới má. Kéo tới gò má và mình bắn vào 4 cái cống lon đựng nước. Sau khi bắn thì các bạn thấy nước nó chảy xuống không? Đó. Bây giờ mình sẽ rời cái camera lại cái vị trí đấy xem coi nó xuyên được bao nhiêu lon các bạn nhé. Đó, các bạn thấy nước là nó đã chảy ra tràn trề. Mình đựng đầy cống lon hết các bạn nhé. Nước chảy ra rất là nhiều. Đấy. Thì đây cái cống lon đầu tiên các bạn nhé, để các bạn dễ theo dõi thì cái cống lon đầu tiên này nó được xuyên xuyên thủng nhé, xuyên thủng từ cái mặt này qua mặt này. Đấy. Cái phần lỗ trước lúc nào nó cũng xé to hơn cái phần lỗ sau, các bạn để ý không? Đó. Rồi, cống lon thứ nhất các bạn nhé, cống lon thứ hai đây, cống lon thứ hai thì nó cũng bục từ đây qua bên này. Đó. Lúc nào cái lỗ xuyên thủng đầu tiên thì nó cũng to hết, còn lỗ thứ hai thì nó nhỏ. Ở đây là cống thứ hai. Còn đây là cống thứ ba. Cống thứ ba này thì nó cũng lủng vào trong. Nó lủng vào trong thôi, không xuyên được cống thứ ba các bạn nhé, không xuyên được cống thứ ba đâu. Thì cái viên bi hiện tại đang nằm ở trong đây thì mình sẽ lấy ra cho các bạn xem nhé. Mình lấy viên bi ở trong cống lon này ra cho các bạn xem. Cái dây GZK màu xanh. Hôm qua thì mình có bài test dây GZK 0.62. Cái khổ thun thì nhỏ hơn khổ này. Thì cái lực của nó cũng tương đương nhau. Lực của nó đều tương đương nhau cả, cũng tương đối mạnh đấy bằng viên bi 7 đây. Viên bi 7 trên tay các bạn nhé. Đó. Bi này là bi 7 không phải là bi 6 đâu các bạn nhé. Viên bi 7 đó. Đó. Thì nó tạo ra những cái lỗ như này. Đấy. Đó, cái lực của GZK 0.62 so với lại 0.76 tất nhiên nó sẽ không mạnh bằng, bởi vì hôm qua mình bắn thì cái lực nó xé cái cống lon toác ra cơ. Đó. Nhưng mà nó có cái là bắn nó sẽ bắn dây 0.62 này thì bắn nó chuẩn lắm các bạn. Cảm giác nó rất là dễ chịu mà mình bắn cảm giác nó rất là chuẩn.
Titan này thì titan chạc của nó thì cái phần đầu chạc này của nó được thiết kế bằng titan các bạn nhé, titan. Cái phần mà cái phần cán trên này này, đấy, nó là được thiết kế bằng titan. Còn cái phần dưới này ấy, thì nó được thiết kế bằng kim loại các bạn nhé, bằng hợp kim kim loại là cái phần đuôi cán này. Chứ toàn thân của nó không phải là titan hết, mà titan trên phần đầu chạc này thì các bạn thấy người ta lên màu titan ở đây đó, thì phần cán này đấy, cán này màu có thể màu đỏ này, màu đen này hoặc màu vàng đấy, như các bạn thấy. Gia công thì cái phần độ rộng của chạc thì nó là chạc 7, còn cái phần độ rộng của đỉnh chạc này thì là 19 các bạn nhé, 19 đó. Độ dày của nó thì cái phần độ dày này thì là độ dày hơn 1 cm. Đó. Độ dày của phần thân lá thì nó là hơn 1 cm, còn cái phần cán này thì rất là dày. Thì mình giới thiệu sơ qua cho các bạn biết rằng là cái phần thiết kế của nó ấy thì nó thiết kế theo cái dạng lá của cái cây Định Hải Thần Cung ấy. Nó thiết kế theo kiểu dáng của cây Định Hải Thần Cung. Thì như các bạn biết là cây Định Hải Thần Cung thì theo cái kiểu dáng mà cái phần này nó sẽ tháo rời ra được này. Phần này nó sẽ tháo rời ra được và nó gắn vô được. Đấy. Bằng cái lục giác M4. Thì các bạn chú ý rằng là cái thiết kế này là cái thiết kế nó rất là hiện đại. Và người ta tính toán rằng là thiết kế cái kiểu dáng này nó sẽ giúp cho các bạn cầm cái chiếc lá chắc tay và giúp cho các bạn bắn chuẩn nhất có thể nhé. Cái thiết kế này gọi là thiết kế hiện đại theo tính toán của khoa học đấy, là người ta thiết kế cái chiếc lá này. Các bạn nhìn thấy thì nó cảm giác là cái thiết kế này nó không không phải là cái gì hay ho cả, nhưng thực chất của nó thì các bạn cầm cái chiếc lá trên tay các bạn mới biết được. Thiết kế theo cái kiểu dáng của cái cây lá Định Hải Thần Cung. Thì Định Hải Thần Cung thì nó đã được một cái lá thủ Trung Quốc đạt được một cái giải gọi là rất cao trong cái phần thi bắn lá của người Trung Quốc. Và sau đó thì những cái phần thiết kế của cái phiên bản Định Hải Thần Cung theo cái kiểu mà chạc gắn như thế này thì nó được ra đời rất là nhiều. Và cái dòng lá này khi cầm trên tay thì các bạn sẽ cảm giác nó rất là thoải mái. Cái này thì nhìn thì nó đơn giản nhưng mà các bạn cầm ở trên tay rất thoải mái. Thì cái phần titan này thì nói thật với các bạn là người ta lên màu hơi bị xấu. Đấy, người ta lên màu hơi bị xấu, nó không được đẹp. Nên vậy mình bán giúp cho người ta, mình bán xả hàng với giá 750.000. Bao phí ship nhá, 750.000 bao phí ship. Thì lá thì tất nhiên sẽ được tặng kèm lục giác và hai bộ dây cắt cột ra ba lỗ theo cái khổ của cái chiếc lá này. Đấy. Ví dụ như là 19, 13, 160 chẳng hạn đó, thì mình sẽ đưa kèm hai cái bộ dây nó đi phù hợp với lại cái thân lá này. Nó lên màu thì hơi xấu các bạn nhé, không được đẹp lắm đâu. Đấy, mình nói thật là nó lên màu thì hơi bị lỗi, không được đẹp lắm. Đấy. Lên màu này là lên màu không được đẹp lắm, nên vậy thì cái giá của nó sẽ là cái giá 750.000 bao ship. Cái giá là cái giá xả hàng. Đó, thì mình bán giúp cho người ta với cái giá là 750.000 bao phí ship các bạn nhé. Thì nếu mà các bạn nào á thì muốn mua thì các bạn liên hệ vào thì mình sẽ gửi cho các bạn. Đấy. Chiếc lá chủ yếu là các bạn lấy để bắn, còn cái phần titan của nó thì là titan thật rồi. Cán của nó thì là cái phần cán kim loại, tất cả mọi cái đều không có hand reset gì hết á. Một chiếc lá nói thật sự là cũng đẹp, các bạn có thể trong quá trình chơi thì sau này các bạn muốn nó mới đẹp thì các bạn có thể đánh bóng đi, các bạn sơn lại hoặc các bạn để phiên bản bóng cũng được, không có vấn đề gì cả. Đó. Một cái chiếc lá đẹp như thế này thì thật ra nếu mà nguyên bản của nó thì giá của nó là giá tiền triệu ấy. Đấy, nếu mà nó làm đẹp bài bản ra thì giá tiền triệu, nhưng mà do nó làm bị lỗi thì cái phần lên màu thôi, nên vậy nó chỉ còn giá 750 bao ship. Thì các bạn nào muốn mua thì mình xả hàng vào, các bạn muốn sở hữu một cái cây lá này thì các bạn cứ sở hữu vào bình thường, các bạn có thể sưu tập luôn, tranh thủ sưu tập thì
Chiếc ná này thì cầm lên thì các bạn bắn nó đỡ xót tay, bởi vì nếu mà chiếc ná nó đẹp quá, titan nó đẹp quá thì sợ đôi khi cầm lên là không dám bắn. Đấy. Còn ná này thì bắn thì đảm bảo sướng, thật sự là như vậy. Đó, các bạn xem xong video, nếu thấy video bổ ích thì các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông và nhấn like chia sẻ, để ai có nhu cầu muốn mua sở hữu được cái chiếc ná cái loại titan loại này thì giá rẻ thì các bạn sở hữu đó. Phần cuối video thì xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video đấy. Còn lần sau nếu mà có những cái ná nào mà giá tốt hơn xả hàng giá rẻ thì mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn nhé. Rồi, cảm ơn các bạn.